chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3 cũng như là 16.10. Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm báo của buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay chúng ta có một ngày rất là đẹp trời phải không? Và hy vọng là những bản tin ngày hôm nay cũng sẽ rất là thú vị để gửi đến cho quý khán giả. Người thực hiện chương trình ngày hôm nay cùng với Mỹ Linh là anh Nam Quang. Hello anh, how are you? Hello Mỹ Linh và xin kính chào quý vị khán giả của VNA TV. Dạ, và kính thưa quý vị, trước khi gửi đến cho quý khán giả những bản tin nóng bỏng của ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị đến phần dự báo thời tiết ngay sau đây. Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên cả hai miền Nam Bắc California cũng như là Houston, Texas. Và kính thưa quý khán giả, sau đây là chương trình dự báo thời tiết. Quý vị thấy là chúng ta có một ngày thứ tư tương đối mát mẻ dễ chịu cho quận Cam. Nhiệt độ là 79 độ cho ban ngày và 60 độ cho ban đêm. Và tại vùng San Jose thì cũng tương tự như quận Cam của chúng ta, 79 độ cho ban ngày và 57 độ cho ban đêm thưa quý vị. Và tiếp đến nữa là vùng Houston, Texas trời lại tiếp tục mưa, nhiệt độ tương đối cao ở mức là 89 độ cho ban ngày và 79 độ cho ban đêm. Và qua đến ngày thứ năm thì chúng ta thấy là nhiệt độ có mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều cho quận Cam của chúng ta so với những ngày đầu tuần. Ngày thứ năm nhiệt độ là 74 độ cho ban ngày và 60 độ cho ban đêm. Tuy nhiên trời lại nóng hơn đôi chút cho vùng San Jose, 82 độ cho ban ngày và 57 độ cho ban đêm kính thưa quý vị. Và quý vị thấy là hình như là cả tuần này đó là trời đều mưa ở cho vùng Houston hết. Và sau đây là bài ca dao mà chúng ta chia sẻ cùng nhau, đó là con gái là con người ta, con dâu mới thật mẹ cha mua về. Và đây là một bài ca dao rất là dễ thương để nói về cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Ai cũng nghĩ rằng đó là mẹ chồng nàng dâu là một mối quan hệ rất là khắt khe, rất là khó khăn, mẹ chồng luôn ghét nàng dâu. Nhưng mà thật ra có những bài ca dao rất là tiến bộ trong tư tưởng của người Việt Nam của mình. Đó, con gái là con người ta vì dĩ nhiên mình sẽ gả con gái của mình đi đúng không? Nhưng mà con dâu mới thật mẹ cha mua về, có nghĩa là con dâu mới thật là người con sẽ ở đời với mình kính thưa quý vị. Và xin chân thành cảm ơn quý khán giả rất nhiều và xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị một ngày an lành và hẹn gặp lại vào ngày mai. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần dự báo thời tiết và sau đây là những con số cập nhật về coronavirus để cho quý vị tìm hiểu thêm. Cả thế giới cho đến nay là con số là 15.084.374 người đã nhiễm bệnh. Số người đã tử vong là 618.476 và số người đã khỏe mạnh là 9.103.974. Và tính cho đến nay thì nước Mỹ nè cũng giống như là Brazil và nước Nga vẫn là những nước Ấn Độ vẫn là những nước mà đứng đầu thế giới về số người nhiễm ngày hôm nay. Nước Mỹ lên đến 66.000 người nhiễm trong ngày hôm nay thôi. Cho nên là nước Mỹ vẫn chưa có gọi là giải quyết được số người nhiễm mới mỗi ngày tăng rất là nhanh. Và ngay cả Brazil cũng vậy. Ngày hôm nay Brazil cũng không kém, cũng tới 40 mấy ngàn người nhiễm ngày hôm nay. Và cả Ấn Độ cũng vậy luôn. Ấn Độ là ngày hôm nay cũng rất là đông số người nhiễm mới mỗi ngày. Cho nên là cả Mỹ, cả Brazil và cả Ấn Độ đều chưa có kịp trời gọi là giải quyết tốt cái đại dịch COVID-19. Số người nhiễm mới vẫn rất là tăng mỗi ngày. Và tiếp đến nữa là quý vị thấy là chi tiết hơn, nước Mỹ có 4.028.365 người nhiễm bệnh. Số người đã tử vong là 144.944. Số người đã khỏe mạnh là 1.885.527. Nhưng mà tuy nhiên cái con số này là chiếm tới 93%. Có nghĩa là số lượng người mà chữa khỏi bệnh rất là cao. Rồi 100 người bệnh đi vô bệnh viện thì chỉ có 7 người nằm trong tình trạng nguy hiểm mà thôi. Còn 93 người khác thì được khỏe mạnh. Ở đây là con số đáng mừng, cái tỷ lệ percent mà những người được chữa khỏi thì nó rất là cao. Và chi tiết hơn thì chúng ta thấy là ngày hôm nay thì California của chúng ta vẫn hơn 7.000 người nhiễm, khoảng 7.863 người nhiễm ngày hôm nay. Rồi đến Florida cũng là khoảng 5-6.000 người. Rồi tiếp đến là Texas thì cũng cao lắm, cũng khoảng hơn 4.000. Cho nên là chúng ta vẫn phải rất là cẩn thận với lại ba tiểu bang là Texas của chúng ta, rồi Florida, rồi California vẫn cần rất là nguy hiểm. Tiếp đến quý vị thấy là California có 410.125 người đã nhiễm bệnh. Số người đã tử vong là 7.883. Số người đã khỏe mạnh là 112.831 người kính thưa quý vị. Và Los Angeles vẫn là nơi mà có số người nhiễm mới mỗi ngày cao nhất. Hôm nay hơn 2.000 người đã nhiễm bệnh tại Los Angeles. Riverside cũng đang rất là cao. Orange County cũng đang cao lắm thưa quý vị. Và chi tiết hơn
Hiện ngày hôm nay Los Angeles có 2.741 người nhiễm. Ngày hôm qua là Los Angeles có khoảng 3.200 người nhiễm. Hôm nay thì giảm hơn đôi chút thôi. Và còn ngày hôm nay thì Orange County lại lên cao. Orange County ngày hôm qua khoảng 540 người nhiễm, nhưng hôm nay là 990 người đã nhiễm bệnh ngày hôm nay. Và con số tử vong rất là cao. Hôm qua chỉ có một người tử vong thôi. Hôm nay 20 người đã tử vong cho vùng Orange County. Và con số người đang nằm trong phòng ICU cho vùng Orange County là 234 người. Dạ, đó là những con số về coronavirus và mong rằng quý vị tiếp tục giữ an toàn cho bản thân mình và gia đình. Đi ra ngoài là mình phải mang mask và cũng như là chúng ta nhớ rửa tay thường xuyên. Dạ. Ok, nhắc tới cái mask hôm bữa nên nói đó. Cái mask này nè, thấy chưa? Thấy đó, chưa? Có mask Việt Nam Cộng Hòa. Yeah, so cute. Yeah. Yeah, trời ơi, sao anh ở đâu kiếm cho em cái nữa. Ok, để anh tặng. Cái này là quà của nhà đấu tranh Ngô Kỷ tặng cho anh đó. Yeah, wow, yeah, dễ thương quá không? Để quý vị nên order cái này để đi đâu người ta cũng biết mình là người Việt Nam nha. Cái này là Yellow Lives Matter đây nè. Quý vị thấy không? Rồi, anh đang qua là có sẵn sàng hết. Rồi, rất là cute. Cảm ơn anh đã sharing với khán giả. Và sau đây là những bản tin của chúng ta gửi đến ngày hôm nay. Xin mời anh. Vâng, thưa quý vị, bản tin mới là liên quan đến Trung Quốc và Mỹ. Thưa quý vị, Mỹ tố tin tặc Trung Quốc ăn cắp dữ liệu về COVID-19. Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc hai tin tặc làm việc cho chính phủ Trung Quốc ăn cắp dữ liệu tại 11 nước, bao gồm cả nghiên cứu vaccine COVID-19. Hai người này tên là Li Xiaoyu và Dong Ziaz, học tại một trường cao đẳng kỹ thuật điện ở thành đô Trung Quốc. Họ đã sử dụng kỹ năng về vi tính để mà họ đột nhập vô trong những cái server, như là những cái mạng lưới về tin học của chính phủ Hoa Kỳ và những cái cơ sở y tế, những trung tâm nghiên cứu để mà họ lấy những cái dữ liệu đó. Thì đó là cái tin mà Bộ Tư pháp Mỹ hôm nay công bố. Thì cũng theo tài liệu này thì hàng trăm công ty chính phủ, tổ chức phi chính phủ đã bị hai tin tặc này nhắm tới, có trụ sở tại Mỹ nè, Úc, Bỉ, Đức, Nhật. Latvia là một trong những cái nước mà thuộc Liên Xô cũ, thưa quý vị. Hà Lan, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh. Rất là nhiều trợ lý bộ trưởng tư pháp Mỹ, ông John Demers, cho biết là các tin tặc Trung Quốc còn nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền ở Mỹ và Hồng Kông. Thì FBI trước đó cũng cảnh báo rằng tin tặc Trung Quốc đang nhắm tới những tổ chức nghiên cứu COVID-19 để lấy những cái thông tin mà về vaccine đồ này nọ đó. Thì quý vị biết rồi, Trung Quốc, tin tặc Trung Quốc với lại gián điệp Trung Quốc ở Mỹ là rất là phổ biến. Cứ khoảng chừng đâu vài tháng, 3-4 tháng là mình thấy là một giáo sư gốc Trung Quốc ăn cắp. Thì nội, nhưng mà người Mỹ hay lắm nha. Có những cái nhiều khi họ để giả bộ ra tin giả đó cho mày ăn cắp về, cái xong mày sai. Giống như là máy bay, thưa quý vị, mấy cái máy bay chiến đấu á, tin tặc Trung Quốc đột nhập vô, lấy thông tin về, cái xong mà cuối cùng chế ra cái máy bay mà người Mỹ họ muốn để cho cái chi tiết đó là cái chi tiết sai, cứ bay lên rồi rớt, cho mày chết. Dạ, có không? Thiệt. Ai chó mày cái tội ăn cắp. Ăn cắp rồi chó mày chết. Dạ. Trở lại với mình. Cái này là phải để CIA với FBI làm việc chứ. Đúng rồi. Dạ, thưa quý vị, và tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến sự căng thẳng của hai quốc gia, đó là Ai Cập và Ethiopia. Nó liên quan đến một cái con sông. Con sông này rất là nổi tiếng, đó là con sông Nin. Người Việt mình hay gọi là sông Nin, còn tiếng Mỹ được gọi là sông Nile. Dạ đó, sông Nile. Thì cái con sông này là con sông lớn nhất thế giới. Nó trải dài và nó là con sông nuôi sống cả Ai Cập luôn. Nhưng mà có một nước láng giềng đó là Ethiopia. Nó coi như là nó chảy qua Ethiopia. Nhưng mà bây giờ hai nước này đang cạnh tranh cái tầm ảnh hưởng trên cái con sông này. Và trong suốt 9 năm thì Ai Cập và Ethiopia đã gọi là có những cái sự hụt hẫng với nhau về cái cách mà lưu lượng nước chảy qua như thế nào, làm sao để mà giữ cho thượng nguồn lúc nào cũng có nước, nhưng mà sao trên hạ nguồn thấy giống như sông Mekong của mình với sông Cửu Long đó. Dạ đúng rồi đó, cũng như mà vậy sông đó. Cửu Long là tại vì nó chảy qua cũng quá nhiều nước, là Trung Quốc, Lào rồi đó. Campuchia tới Việt Nam mình, Thái Lan dạ, đó đầy đủ hết, cho nên hầu hết là các nước Đông Nam Á nó đều chảy qua. Nhưng mà giờ Trung Quốc họ chặn mấy cái con ngay đập đầu nguồn. Trung nguồn. Quốc ở ngay đầu nguồn. Thì bây giờ đó Ai Cập cũng có ngay đầu nguồn của con sông Nin. Cái point là nằm ở chỗ này. Rồi nhưng mà đáng lẽ là nó được một số thỏa thuận hiếm hoi nho nhỏ, nhưng mà vì một cái cơn gọi là mưa lớn đã làm cho dòng chảy của nó, gọi là cái lưu lượng nước nó khác, nó thay đổi, và có một con đập được xây ngay từ Ethiopia chặn ngay đó. Thì cái người gọi là người Ai Cập muốn là Ethiopia phải bỏ cái con đập đó để cho
để cho cái nước nó cứ việc chảy xuống. Thì như vậy có thể nếu như mà Ethiopia không có con đập này, có thể Ethiopia sẽ bị ngập lụt. Tại vì Ethiopia không ngăn chặn được cái dòng nước từ thượng nguồn đi xuống. Như Ai Cập lại muốn là mình là ở thượng nguồn, mình có thể giữ con nước này, lúc nào nước được giữ lại, lúc nào nước được xả ra. Ai Cập muốn làm điều đó, nhưng Ethiopia thì không được, không muốn điều đó. Họ vẫn muốn có một con đập để ngăn chặn lại cái dòng nước này và để họ có thể điều hòa dòng nước được. Dạ, nhưng mà Ai Cập thì không muốn như vậy. Và cuối cùng thì tranh cãi, một trận mưa lớn vừa mới xảy ra cách đây 2-3 ngày đã làm tiêu hủy hết những cái gì mà họ đã đạt được rất là nhỏ trong suốt 9 năm qua. Và bây giờ họ tiếp tục tranh cãi nhau tiếp về cái con sông này, con sông lớn nhất thế giới, nó còn lớn hơn cả cái con sông Trường Giang hay là sông Dương Tử của Trung Quốc nữa đó. Đúng rồi, sông Nile là sông dài nhất thế giới. Xin mời anh với bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, cũng liên quan đến cái con sông của Mỹ Linh đó là sông Nile, thì Nam Quang có bản tin nó liên quan đến sông luôn, nhưng mà sông này là sông ở trên trời. Thưa quý vị, nghe thấy quý vị thấy hơi khó tin đúng không, nhưng mà cái này là thật sự cái con sông ở trên trời. Mỹ Linh có tin không? Sông này sông trên trời. Mà có thiệt nha quý vị nha. Đưa nước lên được à. Thưa quý vị, cái bản tin nó là hàng trăm nghìn tấn nước bốc hơi tạo cái hiện tượng sông trời, khiến cho cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc chìm trong biển nước. Thưa quý vị, là hơi nước nó bốc lên trên và nó tạo thành những cái đám mây á, trên trời nó giữ nước rất là lâu. Thì mưa lớn đang gây ra đợt lũ lụt lịch sử trên sông Dương Tử và hàng trăm con sông khác ở Trung Quốc, khiến hơn 150 người thiệt mạng, gây áp lực lớn lên đập Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới đang ở Trung Quốc. Và ít nhất là 40 triệu người, tương đương với tổng số dân của Brunei, Malaysia, Singapore cộng lại, sinh sống ở các vùng bị ảnh hưởng từ lũ. Tình hình mưa lũ ở các nhánh sông Dương Tử và hơn 4 con sông nhỏ khác ở Trung Quốc là đang cực kỳ nghiêm trọng. Thì những cái lúc đó, trong lúc này thì ở Nhật Bản nó cũng mưa giống như vậy luôn, và hơi nước nó bốc lên trên trời và nó tạo thành những cái con sông, người ta gọi là sông trời. Mà Mỹ Linh biết không, ở Amazon nó cũng vậy đó. Rừng Amazon đúng không, mình nghĩ là cái sông Amazon là cái sông lớn không, nhưng mà thực sự ra những cái con sông ở phía trên trời đó, mình gọi là sông trời đó, ở Amazon là cái con sông mà nó làm biến đổi khí hậu của thế giới, chứ không phải là con sông Amazon. Tại vì nước lớn quá thì nó bốc hơi lên, nó tạo những cái đám mây thật là lớn đó, và nó có khả năng nó đưa những đám mây đó đi để mà mang mang mưa đến những khu vực đó, là tùy thuộc vào những đám mây đó. Nhưng mà những đám mây này sẽ gây nguy hiểm, tại vì khi mà những đám mây này nó tích tụ lượng nước đủ lớn, nó được đẩy đi, nó sẽ gây mưa lớn tiếp. Nó mà chút xuống một lần thôi là coi như là lụt khủng khiếp luôn. Rồi cho nên là hèn gì mà người ta vẫn đưa một cái tin là cái con đập và tình hình mưa lũ năm nay đó. Tình hình mưa lũ nó lại quá nhiều so với năm vừa rồi. Thưa quý vị, hiện giờ ở ngay Hà Giang, những cái tỉnh phía bắc của Việt Nam ấy quý vị, mưa cũng như chút nước, và mình thấy là những cái video clip ấy, người ta share với nhau ở trên mạng á, trời ơi, nước chảy ào, nó chảy xuyên qua nhà luôn. Tại vì ông kỹ thuật viên trong kia ông hơi bận rộn, chứ không nói ông cho xem cái clip đó, trời nó chảy hết hồn luôn á. Thành ra mình không biết là cái tình hình là cái con đập Tam Hiệp ở Trung Quốc nó có giữ được hay không. Thưa quý vị, tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến những ngôi nhà luxury, những ngôi nhà sang trọng tại Úc, có thể nó sẽ bị rơi xuống biển do xói mòn bờ biển. Thưa quý vị, và một trong những khu nhà ven biển ở tiểu bang New South Wales của Úc là những ngôi nhà dĩ nhiên ven biển là luxury, những ngôi nhà vô cùng sang trọng, nhưng mà nó có nguy cơ đổ ập xuống đại dương. Quý vị có thể nhìn thấy những căn nhà này là nó chỉ còn dính lại ở một cái mép đất thôi, đất đã sát ngang nhà đó. Cho nên là cư dân ở tại 40 ngôi nhà dọc theo bờ biển có tên là Wamboro, nằm ở phía bắc của Sydney, nằm ngay khu vực của New South Wales, đã phải sơ tán trong vài ngày qua vì sói mòn đất biển đe dọa và tàn phá các ngôi nhà này, tài sản lên đến hàng triệu đô. Bây giờ nó là một vách đá chênh vênh nằm ở ngay bờ biển rồi, và chỉ cần bây giờ mà nước biển nó đánh xong rồi, cát cứ tràn xuống là cả ngôi nhà sẽ đi xuống luôn. Và bây giờ thì những cư dân này, dù là dĩ nhiên họ rất là tiếc khi mà họ không làm cách nào hơn để có thể protect cái căn nhà của mình được, trừ họ phải theo lệnh di tản thôi, và rất nhiều người đã bị buộc phải di tản ra khỏi ngôi nhà của họ cho đến khi nào các giới chức của chính quyền New South Wales có thể cho họ trở về ngôi nhà của mình. Và những người mà họ làm construction này kia của thành phố, họ đang cố gắng rào cái khu vực này lại, làm cho chắc chắn hơn cái vùng đất mà đang ở ngay những cái mép nhà, để hy vọng là có thể bảo vệ được cái căn nhà hàng triệu đô này. Nếu mà mình nhìn theo cái
những cái mà đang thấy trên màn hình đó thì chắc chắn không có xem được mong rồi. Mong manh nổi, cái này quá, là người giàu cũng khóc á. Trời ơi, nhà hàng triệu đô hả? Thì đúng tài rồi, cả đời. Thì người giàu cũng khóc á, nguy hiểm lắm á, ai biểu. Yeah. Mua nhà ở biển là thế nào, mình cũng phải chịu những cái rủi ro. Yeah. Mua nhà ở biển, mua nhà ở vùng dễ bị lũ lụt. Dạ, rất thế là tiếc bị quý vị hết. Dạ. Và kính thưa quý khán giả đến đây thì thành xin ra, mời quý thành vị ra đừng có mua nhà ở những cái vùng đó nha. Dạ, em vẫn đang thích lắm. Dạ, thôi chào ra đi. Và kính thưa quý khán giả đến đây thì xin mời quý vị vẫn giữ bản tần 57.3 và 16.10. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.